các bạn. Bằng Cường hôm nay rất là vui mà khi mà được gặp gỡ và cùng giao lưu trò chuyện với tất cả các bạn. Bằng Cường cũng xin được chia sẻ một chút về mình, đó là ngoài công việc ca hát sáng tác thì bên cạnh đó Bằng Cường còn có một cái chút gọi là kinh doanh về nhà hàng và có những cái món ăn ngon mà Bằng Cường đã muốn gửi gắm đến, thì chắc hẳn là những ai mà đã từng biết Bằng Cường thì đã đến và ăn những món ăn của nhà Bằng Cường rồi. Còn gu thời trang của Bằng Cường thì Bằng Cường thích ăn mặc những cái gu như thời trang như là lịch sự này, hoặc là thích mặc vest để lúc nào mình cũng có thể là mình đi hát mình cảm thấy nó tự tin hơn. Và bên cạnh đó thì Bằng Cường vừa cho ra mắt những cái bài hát mới của Bằng Cường, đó là những bài hát như là Đúng Lúc Gặp Người, và gần đây thì Bằng Cường sẽ cho ra mắt vào các ca khúc tiếp theo, đó là ca khúc Người Cô Đơn Sẽ Càng Cô Đơn, và sẽ phát hành vào trong ngày 29 tháng 9 năm 2019. Cả nhà cùng chờ đợi và đón xem Bằng Cường nhé.